Ý, xin chào cả mọi người nhé, chào mừng trở lại với The Battle Cat Việt Nam này. Thế đây là lần đầu tiên các bạn đến với channel của mình, thì mình là Mèo nhá. Mình sẽ người đồng hành với các bạn trong trình các bạn chơi tựa game The Battle Cat cũng như là những khó khăn các bạn gặp phải khi chơi game này. Ấy, xin chào cả mọi người, chào mừng các bạn đến với video tiếp theo của mình nhá. Yeah. Ok, chúng mình đã sang đến tập 133 rồi đúng không? Ôi dồi ôi, cái video trước là video kỷ niệm mà 30.000 sub của mình. Nó mới cách đây là có một tuần thôi nhưng mà ôi cái video đấy nhiều view dã man, xong mình còn có cả một anh YouTuber 2 triệu sub xem công chiếu nữa. Nói chung là quá là đỉnh đi, mà cái video đấy thì mình quay được Uber thì phải khỏi phải nói rồi. Nói chung là đỏ chưa từng thấy luôn. Eo ơi, đọc cái comment kênh chat mà nói chung là chỉ thấy có các bạn bảo mình là hack thôi, chứ mà thực ra thì mình cũng không tin, mình không tin được là nó có cái vụ nó đỏ như vậy đâu. Nói chung là may mắn đó các bạn, không phải là mình hack cái gì đâu nha, đừng có bảo hack đây, mệt lắm. Ok. Vậy là từ thứ hai đến giờ là các bạn đã được trải nghiệm qua cái collab Sometsu Toshi đúng không? Đúng không nhỉ? Mình đọc tên đúng không nhỉ? Đúng rồi các bạn ạ. Bây giờ thì các bạn vào game nó sẽ có cái nhạc nền nghe nó rất là ảm đạm, nghe nó rất là buồn, nghe nó rất là sầu như này đó. Thì sự góp mặt của đống Uber lần này thì vẫn tương tự như lần trước, là chúng mình vẫn đang có 4 Uber ở đây, nhưng mà lần này khác tại vì mấy con này hiện tại form 3 của nó lại còn có thêm cả Talon thì phải, hình như mình nhớ thế. Hình như bọn này còn có cả Talon thì phải. Đó, thì hiện tại thì mình nghĩ là mình sẽ không quay bộ này tại vì bộ này mình đã trải nghiệm qua rồi. Từ nick trước lẫn nick này thì nói chung là cái sự thay đổi của bọn này nó không có quá nhiều lắm. Nếu mà các bạn thích thì có thể lấy để sưu tập. Đó. Còn đương nhiên là khi một cái collab xảy ra thì các bạn cũng có thể nhận được mèo free và rất nhiều cat food nha, được chưa? Đó, bây giờ đây mình đã tích từ đầu tuần đến giờ mình chưa chơi một cái nào để cuối tuần làm video các bạn ơi. Hôm nay chắc là chúng mình sẽ không chơi Store of Legend đâu các bạn. À nhầm, ý mình là Uncanny Legend. Hôm nay chúng mình sẽ đi qua hết mấy cái này nha. Ở đây các bạn còn đang có Divine, nói chung là cái con Baron Angel nữa. Đó, mình đánh cái level 18 rồi, có khi video này mình sẽ đánh nốt đến level 20. Đó, nếu mà đánh cái level 20 là mình sẽ có được một cái medal mới để cho các bạn. Đó. Mail medals của mình hiện tại đang 78 rồi đấy. À, mình nghĩ là chúng mình nên chơi nhanh thôi chứ không thì nghe cái nhạc này các bạn nó khóc ra đây mất, buồn quá. Đó, thì khi các bạn đánh được hết cái bọn Baron này thì các bạn sẽ có được một cái medal ở đây, medal Palladium nha, nhìn nó VIP lắm đấy. Nó giống như là cái đây này, nó giống như mấy cái này này, trông nó xịn các bạn ạ. Và mình đã có 78 cái medal rồi. Ngoài ra hôm nay chúng mình cũng đang có gì hả các bạn? Lưu Fish Awaken, cái này mình còn chưa chơi luôn ạ. Sợ thật. Bây giờ mình mà đánh xong cái này là mình cũng được thêm 2 medal nữa, là mình có hơn 80 medal rồi. Nói chung là rất là xịn. À, nhưng mà tạm thời thì quay lại thì chúng mình sẽ chơi mấy cái sự kiện collab nha. Ở đây chúng mình sẽ chơi thử cái từ dưới lên đi nhỉ. Chúng mình đang có Annihilated City. Cái này mình cũng không biết đọc đâu, nói chung là. Đó, ok. À, đánh cái này các bạn sẽ có tỷ lệ nhận được cái con mèo Takua and Yuki. Con này thì mình có rồi nha, nhưng mà đây để cho các bạn xem con này trông như thế nào thì mình sẽ vào cái mục mèo rare cho các bạn xem thử. Cái sự kiện này lần trước có rồi cho nên là bây giờ mình chỉ review qua cho các bạn xem thôi. Nói chung là mình sẽ chơi thử cho các bạn xem. Con này không phải. Con này các bạn cũng sẽ nhận được nha. Nhưng con này hiện tại mới có hai form thôi. À, ngoài ra các bạn còn nhận được con mèo này, Redhead Yuki Cat này, đó. Và à đây, chính là cái con này các bạn ạ. Takua and Yuki đấy, các bạn đánh xong màn đấy các bạn sẽ nhận được con này, được chưa? Đó, hiện tại con này còn có cả form 3 nha. Con này cũng có nha. Hôm nay mình nghĩ là phải đánh một cái màn gì đấy nó mới mở ra. Đó, đại loại thì các bạn cứ chơi hết cái chỗ này là được. Bây giờ mình sẽ đi qua thật là nhanh cái này nha. Ồ, cái này còn có cả time score này. À, dành cho bạn nào không biết thì time score các bạn đánh nhanh thì các bạn sẽ được điểm nha. Ở đây thì tại vì mình đã chơi cái này rồi, mình sẽ chỉ cố gắng đánh cái này thật là nhanh hết cỡ có thể thôi, cho nên là mình sẽ cầm một cái đội hình mà nó sẽ chạy nhanh nha các bạn. Đó, còn à, nếu mà các bạn không được đủ qua thì không phải vội. Nói chung là mình đoán là cái collab này nó cũng không thể nào mà nó kết thúc nhanh quá được. Có thể là nó sẽ vẫn còn quay lại nha. Mình không nghĩ là cái collab này nó sẽ dừng lại ở đây đâu, nhưng mà ai biết rồi đấy các bạn. Đó, và năm sau có khi, chắc là phải đến năm sau thì có khi là collab Miku mới quay trở lại. Thành ra mọi người cứ thoải mái. Cái collab Miku ngày xưa trong vòng một năm nó ra tận 2-3 lần. Ngày xưa mình chơi chán luôn rồi ấy. Miku thấy các bạn thích nhiều nhưng mà ngày xưa nó ra xong rồi mọi người cũng chả quay mấy, mình để ý thế. Thành ra là sao bây giờ cái collab Miku nó lại hot vậy. Chờ. Đó, đây là cái con boss này. Nó chỉ có cưỡi xe máy thôi. Mà cái con này là hình như là một anti floating như vậy. Đó, nó tank cả floating nha các bạn. Hôm trước mình vừa có một cái video ngắn ngắn ở trên cái kênh phụ của mình, kênh nhỏ nhỏ. Cái chỗ đấy mình chỉ đăng lung tung tung chứ không có gì hot đâu các bạn. Đó thì mình cầm con đấy mình đánh Perfect Cyclone các bạn ạ. Nói chung là rất là ảo. Trong này chúng mình sẽ có 7 màn nha. Bây giờ mình sẽ chơi tiếp cái màn này. Chơi ở đây cho nó
đỡ nghe nhạc chứ không nghe nhạc ở game này hôm nay buồn quá. Kệ. Đấy, nghe nhạc game này nghe có phải sướng không? Chờ. Trụ có mỗi 75.000 máu. Thôi mình sẽ phá hủy nó luôn nha các bạn. Ấy à, con Yuki nha các bạn. Đây là Uber nha các bạn. Nếu mà các bạn quay con này ấy, thì nó sẽ là, tức là ở đây các bạn sẽ có 4 Uber thì trong đấy mấy con Yuki này nó sẽ mix các hệ với nhau. Đó, ngày xưa thì mình có con Yuki đen rồi. Nói chung là điểm mạnh của bọn này là trông nó đẹp, với cả nó là limited, tại vì kiểu nó là Uber collab đấy các bạn. Kiểu có thể là về sau nó sẽ không ra lại collab nữa thì các bạn không có cơ hội mà chơi nữa thôi, đấy kiểu vậy. Nhưng mà điểm điểm trừ của nó là mình thấy mấy con này nó, một là đi hơi chậm, hai là đánh hơi chậm nốt, thành ra là không phù hợp lắm. Kiểu khi mà các bạn chơi game ấy, thường thì mọi người sẽ khá là muốn cái game nó kết thúc nhanh đúng không? Chơi một cái game mà tận chơi nó quá lâu kiểu các bạn sẽ bị chán ấy. Đó, thành ra là thường thì nó sẽ không phù hợp lắm. Chưa. Đó, ok. Và nên mình sẽ cố gắng đánh thật là nhanh thôi. Không mất thời gian các bạn nha. Mình sẽ chơi thật là nhanh. Chưa. Đó, màn này chắc là sẽ không có gì. Đánh xong cái con Metal Hippo kia là xong. Ok. Đấy, 9.000 này. Nói chung là để mà các bạn được điểm cao ấy, cái score cao ấy thì nhiệm vụ của các bạn là đánh càng nhanh càng tốt, có thế thôi, được chưa? Đó, nó giống như là Into the Future ấy, nếu mà các bạn mới chơi 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 đoạn đấy thì không sao, nói chung là hãy xem video của mình từ tập 1 ngày xưa là mình giải thích kỹ lắm. Mà gần đây mình mới thêm lại một đống video vào trong cái danh sách phát của mình rồi ấy, các bạn có thể ngó vào đấy xem thử. Được chưa? À quên, khoe cho các bạn. Tí nữa mình sẽ cho các bạn xem này. Hôm qua mình vừa đánh cái con Kappa con các bạn ạ, cái con mà ngày xưa nó từng được mệnh danh là boss khó nhất game ấy, đấy kiểu vậy. Cái hồi đấy cách đây mấy năm rồi, cái đợt ý làm gì có mấy con nào mà có minion với cả search attack các thứ đâu. Đánh cầm mấy con limited của Epic Fest còn thấy khó cơ, kiểu vậy. Con Kappa ấy, đấy. Hôm qua mình đánh thắng con đấy cầm khu level 60 các bạn ạ. À đấy, sau video lần trước là kiểu mình dùng hết talent của mình nâng cho mấy con Uber mạnh với cả một vài con khác. Thành ra là kiểu bây giờ bọn nó đang khá là OP. Kiểu mình đã có thêm một unit mạnh ấy. Thường thì các bạn bỏ ra các bạn đầu tư cho một con gì đấy nó khá là thơm nha. Ok. Bây giờ mình đang có mỗi 947 cát phút. The Nyan Coplan à. À nếu mà các bạn có ý định quay collab ấy thì hãy chờ đến cuối tuần sau nha. Mình đang quay video hôm nay là thứ bảy. À quên đấy, quên mất. Chúc bạn có tuần vui vẻ nha. Ok. Hôm nay ở Hà Nội hôm nay mưa các thứ lạnh phết. Kiểu hôm thì nóng hôm thì lạnh ấy, mình ốm đến nơi rồi luôn ấy. Hình như ở miền Nam cũng thấy cũng bảo mưa vậy. Quản trị viên mình ở miền Nam đang bảo là mưa, trong ngày đang mưa. Chung là thời tiết thất thường lắm, mà chúng mình sắp đến mùa đông rồi còn gì. Bây giờ chúng mình đang 29 tháng 10 rồi, sắp sang tháng 11 rồi, sắp hết năm rồi. Các bạn có nhận ra không, còn có đúng 2 3 tháng nữa là sang năm mới rồi, quá là nhanh đi. Vậy là mình đã sắp mình ăn lớn quá nơi rồi, công nhận nhanh thật. Eo mình làm video này từ lúc mà giọng mình nghe nó còn hơi non nớt ấy, bây giờ nghe nó cứ cứ cứng nữa, nghe nó hơi hơi khác các bạn ạ. Ấy, mình đánh thắng rồi này, xong rồi. Ok. Thắng chưa vậy? Ô, chưa thắng à? Vãi. Ok, còn mà nữa, sorry. Đây, trước khi mà để mình cho các bạn xem cái này. Hôm nay chúng mình sẽ true form một con nha các bạn. Ở đây hiện tại mình đang có 2 triệu XP đủ để nâng true form cho một con. Con gì thì các bạn biết rồi. Con này, Twinstar, đây chính là cái em bé ở trên avatar của mình. Nói chung là mình đã cày đủ cát phút để nâng con này rồi. Trước giờ chưa có cơ hội true form, bây giờ phải làm ngay các bạn ơi. Chờ mãi đến video này để true form đấy. Ê, tên tên. Nói chung là hai chị em này khá là xinh. Mấy ông thôi bảo tôi thích loli đấy nhá. Nói chung là trông đẹp thì thích chứ có yêu hay là làm cái gì đâu mà linh tinh, nói chung là rất là lạ nha. Ồ, con này có curse immunity này. Hay vãi. Resist và away à? Resist away thì không có tác dụng mấy. Thường ấy thì cái resist ấy thì các bạn sẽ chỉ nhận được một phần sát thương thôi. Nói chung là nó cũng kháng cũng khá khá đấy, cũng nhiều ấy. Nhưng mà kiểu thường thì nếu mà các bạn phải lựa chọn bỏ một đống NP vào để nâng một cái này ấy, thì thà các bạn dùng một cái con mèo khác nó có immunity hẳn như này thì còn hơn, đấy kiểu vậy. Đó, ok. Kalisa chắc là phải để sau các bạn ạ. Còn ở đây chúng mình nếu mà mình muốn nâng tiếp ấy, thì chắc là Kalisa hoặc là mình sẽ nâng thêm mấy con Fest. Đây cho các bạn xem Divine khu của mình này, mình đã cho nó một cái talent Curse Immunity này. Đó, mình cho nó một cái talent Attack Frequently Up Level 10 này cho các bạn, rất là tốn kém luôn ấy. Talent của Target Relic này và Immune to Surge bây giờ nó rất là bá luôn. Nói chung là con khu bây giờ nó bá khủng khiếp, level 60 nha các bạn. Mình đã nâng hết cỡ ở nó rồi ấy. Đại loại là vậy. Đó, ok.
Hôm nay chúng mình sẽ hôm nay mình sẽ chơi nốt màn cuối. Màn này để xem. Xem nào. Time score. Nếu mà các bạn đánh thắng màn này, các bạn sẽ nhận được một Treasure Raider này. Ngon, chơi luôn. Nói chung là chơi khi mà có collapse diễn ra ấy, thì các bạn này cố gắng chơi hết sạch, đánh hết cỡ có thể, nhưng mà kể các bạn không đánh được mấy cũng được, nhưng mà kiểu cứ chơi đi, tại vì nó có rất là nhiều quà. Collapse ấy là cái sự kiện to mà thường là nơi để các bạn kiếm cắt phút ấy. Bình thường là như kiểu từ video trước các bạn thấy mình còn là 600 ấy, thì cả tuần vừa rồi mình chơi lung tung tung là mình cũng được đến tận 900 cắt phút rồi, được hơn 300 cắt phút rồi đúng không? Đó, nói chung là mọi người phải thôi xong. Con này là con bun bun đúng không? Ống là con bun bun các bạn. Không sao các bạn ơi, mình đã có Saber Archer CC. Con này cũng là một Uber Collab nốt. Mình sẽ cho hai con Collab đánh nhau xem. Saber VIP lắm. Nói chung là mình phải dành mấy nghìn cắt phút ra để quay được con này đấy. Nói chung là khá là tốn. Mà đấy là may mà ra ấy, chứ còn nó mà không ra ấy thì thôi, coi như khóc luôn. Buồn của mèo luôn. Đấy. Ok. À mà nhân tiện thì ở cái video lần trước thì nói chung là mình cũng nhận được rất là nhiều lời chúc của các bạn rồi. Kênh mình cũng được hơn 30.000 sub rồi. Nói chung là cảm ơn các bạn nhiều nha. À mà thực ra thì mình cũng nói đúng ra ấy, thì kênh của mình có nhiều bạn nhỏ xem, nhưng mà cũng có nhiều người lớn xem, được chưa? Mình thực ra mình còn không, kiểu mình không có quá là lớn để xưng mình với cả các anh chị được. Nói chung là, nhưng mà đại loại thì chơi game thì xin phép các anh chị là em sẽ xưng là mình nhá, được chưa? Đó kiểu vậy. Ở bên ngoài đời ấy, thì thực ra mình là, nếu mà các bạn muốn biết thêm về mình ấy, thì ở ngoài đời ấy, mình khá là lễ phép. Nói chung là gặp người lớn mà mình cũng chào cả, nói chuyện lúc nào cũng vâng dạ, nói chung là đầy đủ chủ ngữ vị ngữ luôn, nói rất là nhẹ nhàng. Thường thành ra là người lớn rất là quý mình. Đi học ấy lúc nào cũng là học trò cưng luôn, mà ở ngoài ấy cũng không phải là kiểu ăn chơi, hay là kiểu ở ngoài đời ấy, mình cũng không phải là kiểu dạng kiểu ăn chơi hết rồi đâu. Thực ra là cũng một chút thôi, nhưng mà thường thì khá là ngoan. Đi học thì lúc nào cũng chăm học nhá, làm đủ bài tập các thứ nhá. Nói chung là khá là ok. Nói chung là một người con trai khá là ổn. Đấy, xịn nha các bạn. Ông mèo đấy, được chưa? Chưa, không phải là kiểu ăn chơi trong học rốt, trong kiểu láo toét các thứ đâu nhá. Kiểu nói chung là mình khá là ngoan, nói chuyện lễ phép nữa. Đấy thì nói chung là cái việc mà mình lên YouTube mình quay cái này thì kiểu nó là chuyện cá nhân ấy. Thành ra là kiểu có thể là nhiều người không thích. Khá là nhiều người chê video của mình, xong rồi chê mình nữa. Nói chung là nghe cũng buồn phết, nhưng mà thôi kệ. Ok, chúng mình sang phần tiếp theo nha. The Lost World này, các bạn đánh cái này các bạn sẽ nhận được màn này có 3 màn thôi. Các bạn sẽ có tỷ lệ nhận được con Red Head Yuki Cat, chính là cái con mèo chân ấy các bạn. Đó thì cái con đấy ban nãy mình vừa cho các bạn xem rồi, nhưng mà mình vẫn cứ chơi qua cho các bạn coi thử nhá. Hôm nay chúng mình sẽ coi thử collab nó như nào, được chưa? Ok. Hay là mình có cần thiết phải cho các bạn xem cái này không nhỉ? Hay chúng mình sẽ đánh True Form nhé, tại vì cái đấy hơi mới. Để mình xem còn gì hot nữa không. Video này chúng mình sẽ cố gắng làm ngắn thôi, tại vì thực ra một tuần mình mới ra được một video ấy. Nếu mà thực ra mình ra dài quá, ra video dài quá mà không edit gì ấy, thì cũng bị chê, mà ra ngắn quá cũng bị chê. Nói chung là mình chả biết làm nào để vừa lòng tất cả mọi người ấy. Thành ra là thôi kệ, mọi người hãy thông cảm cho mình ạ, à. Làm ơn. Khổ lắm, làm YouTube khổ lắm, suốt ngày bị chửi thôi. Ok, xem thử ở The World and Beyond này có gì hot. Có tỷ lệ nhận được con Kano và Soma, là cái con này ban nãy mình cũng cho các bạn xem rồi, thì các bạn cứ chơi cái này bình thường thôi. Có mỗi 3 màn, nói chung là khá là ngắn. À đây, Red Head Yuki Cat Awaken này, mình chưa chơi cái này bao giờ các bạn ơi. Ồ, có hai màn nội từ, để mình chơi thử cái này nha các bạn. Chơi thử luôn, nói chung là khá là hay. Chúng mình sẽ chơi cái này nha các bạn. Verton à, mình nghĩ là nó cũng không đến mức khó lắm, cho nên là mình sẽ chơi thử một cái đội hình gì đấy. À, khoe các bạn, đây là đội hình đánh cái con Relic Bun Bun 3 sao các bạn. Mình ba vương miện, nãy mình vừa test thử xong, nói chung là khá là ngon. Bây giờ chúng mình sẽ copy một cái đội hình gì đấy đi, để mình xem bên này. Ok, bây giờ chúng mình sẽ bỏ mấy con này ra nhé. Bây giờ mình sẽ thay thử con Twin Star vào xem nó có gì hot. Lâu lắm mình không cầm con này, thấy mình cũng muốn thử. Rẻ nhỉ, 3.900 tiền này. Ok, xong rồi chúng mình sẽ cho thêm. Mình nghĩ như này là được rồi, nhưng mà mình muốn thử cho con chúng mình sẽ thử cho con Gothic Mitama nhỉ. Con này cho thử con này không nhỉ? Mà mình hết XP rồi các bạn. Bây giờ mà có XP mình sẽ chỉ nâng mấy con kia thôi, chứ mà nâng mấy con này thì hết hết cả thời gian mất. Thành ra là bây giờ có thể là chúng mình sẽ cầm cái gì để đánh nó nhanh nhanh thế các bạn. À mà Twin Star đánh nhanh rồi mà. Vậy là mình sẽ cầm theo Saber đi các bạn. Được chưa?
Thì ôi hai con này đều 3.900 tiền này, mà cái vai trò đó trong game nó cũng khá là giống nhau ấy nhá, kiểu cả hai con đều thuộc dạng đánh nhanh ấy, mà sát thương to nữa, nhưng mà Saber thì to hơn hẳn rồi, khỏi chê rồi. Ô nhìn cái trụ này đẹp vậy, các bạn nhìn này, vãi, nhìn cái trụ ấy nó có ngay mắt này, trông hay vậy. Ok, mình sẽ dùng Khan Khan để tích được tiền này, như mọi khi đó các bạn. Khan Khan ở mình level 60 nha, nó có full talent của tốc chạy, hình như thế. Còn là hai cái attack up với cả HP kia thì mình chỉ cho nó level 5 thôi, cả hai đều level 5 cả. Nói chung là Khan Khan khá là một con, làm con khá là ok nếu mà các bạn cầm đi đánh đơn. Tại vì với cái giá nó có mỗi 600 tiền ấy, mà các bạn có thể kiếm được nhiều tiền thì gọi ra thì nó khá là có lợi ấy. Ngày xưa mình chơi con này lắm, tại vì kiểu hồi đấy chưa có kiểu tài nguyên để nâng lên form 3 các thứ ấy, thành ra là kiểu chơi. Chứ còn bây giờ có điều kiện để nâng lên thì nó khỏe, nói làm gì đâu. Ui, Twister chạy nhanh vãi kiểu. Ok, cậu. Trời ơi, Twister các bạn, nó chạy nhanh dã man đấy. Hình như là mình không biết là nó chạy nhanh cái này thôi, hay là kiểu con Yuki này vãi. Mình nhìn được con này ở trên góc của mèo cả tuần rồi ạ. Trời ơi, bây giờ mới biết trông nó như này. Thấy mọi người khoe nhiều lắm, con này như là floating vậy. Nếu mà các bạn mang mấy con anti floating vào đây thì con này nó chết ngay. Ok, xong rồi. Nhanh thật. Trời ơi, con Twister trông đẹp vãi mà nó chạy nhanh hơn này vậy. Mình nhớ là form 2 nó không có chạy nhanh cái này đâu. Ngày xưa mình dùng form 2 của con này chán chê luôn ấy. Con này gọi Immune to Weaken à? Ok. Area attack thì tất nhiên rồi. Hay nhỉ. Để xem nào. Redhead Rise. Xem chúng mình sẽ chơi thử cái này đi. Không biết cầm cái này có thắng nhỉ? Mình nghĩ là một màn insane bây giờ nó chả là cái gì với mình ạ. Thứ nhất là con cu của mình level 60 rồi các bạn. Saber của mình level 35, Twister level 30, làm gì có chuyện không qua đúng không? Con Brainwash Sexy Electric với cả con Can Can mình có level 50 60 đó, thế nên mà này với mình thì quá là dễ rồi. Nếu các bạn gặp khó khăn ở đây thì có thể nói chung là mình nghĩ là các bạn nên kiếm mấy con anti floating. Với cả thường thì nếu mà các bạn chơi nếu mà khó quá ấy, thì không cần cố quá đâu, tại vì khó quá thì thôi chứ sao nữa. Lần sau nếu mà nó quay lại thì các bạn đánh, còn không thì chuyện như này, nói chung là gần đây mình theo dõi ở trên các nhóm, nói chung là thỉnh thoảng cũng có bạn đề cập đến kênh của mình. Nói chung là nếu mà các bạn yêu quý mình ấy, thì mình cực kỳ xin các bạn là đừng đề cập đến kênh của mình, đừng có bao giờ nhắc đến tên mình ở đâu cả, tại vì kiểu không phải là ai cũng yêu quý mình ấy. Nếu mà các bạn đề cập thế thì chắc chắn là mình sẽ bị chửi các bạn ạ. Thành ra là mình đọc những cái đấy mình buồn dã man luôn ấy, kiểu kiểu các bạn cứ nhắc đến mình ở đâu là mình sẽ bị chửi đấy luôn, chắc chắn luôn, tại vì không phải là ai cũng quý mình, xong rồi kiểu ai cũng mọi người chê ấy. Nếu các bạn yêu quý mình ấy, thì làm ơn đừng nhắc đến mình ở đâu cả, tại vì mình đọc về cái mình bị dỗi ấy các bạn, mình bị tự ái ấy. Trời ơi, mình cũng là con người mà, mình có phải con mèo đâu, mà dù nghe cũng hơi đúng. Nói chung là mình nói thật với các bạn là kiểu mặc dù là mình đang đầu tư rất là nhiều thời gian và kiểu công sức để chơi một cái game cũng gọi là đem lại niềm vui cho một số người và cũng đấy kiểu vậy, thì lẽ ra là mình cũng khá là mong muốn được đáp trả như nào đấy, nhưng mà thực ra là kiểu không phải là mình luôn luôn vừa lòng người khác, nên là nói chung là bị chê nhiều không các bạn, thành ra là cũng toàn là phải nhắm mắt bỏ qua thôi, chứ nhiều lúc tự ái là mình bỏ kênh ấy. Rồi ok, mình vừa đánh thắng màn kia rồi nha, bây giờ chúng mình sẽ xem thử true form. Nếu mà ai chưa đọc kỹ ban nãy thì nó bảo là khi mà các bạn đánh thắng màn đấy thì các bạn sẽ nhận được form 3 của con mèo kia đúng không? Bây giờ mình sẽ quay lại để mình cho các bạn xem nhé. Con mèo đấy. Đây các bạn ơi, của mình đang level 30, nó có cái nút Evo ở đây, bây giờ mình sẽ nâng nha. Hiện tại con này của mình mới có hai form rồi, được chưa? Redhead Muscle Yuki Cat à? Ủa vãi, con này có Surge Attack á? Thật á? Eo, ngày xưa kiếm mấy cái unit mà có Surge Attack kiểu khó vãi, mà bây giờ con này có luôn này, còn có cả Freeze này. À, con này từ đầu có Freeze rồi, nhưng mà form 3 nó có Surge Attack à? Ôi, con này có ngon không các bạn? Nghe có trông con này có vẻ ổn nhỉ, đúng không? Con này ở trong Anti Alien có một con có một con có quên từ rồi để mình nhớ lại, mà có một con có Freeze rồi đấy, là chắc có Seafarer khác, nhưng mà bây giờ con này cũng có à, không biết nó có dùng được không nhỉ. Màn trên này thì là cái gì đây, Purple Cat Frosted à? Ồ, trên này có 20 ải các bạn ạ. Nếu mà các bạn nói chung là chăm chỉ chơi mấy cái này vào nha, các bạn sẽ, mình chắc chắn với các bạn là các bạn sẽ nhận được rất nhiều quà. Màn đầu tiên có 70 energy mà các bạn nhận được 5 hạt tím rồi này, nói chung là khá là được cái chứ đúng không.
Nhưng mà mình đoán là cái này nó sẽ không dễ đâu. Nói chung là cũng thách thức các bạn phết đấy. Để lúc nào mình sẽ tự chơi xong mình up lên kênh phụ của mình sau. Hôm nay mình sẽ chỉ cho các bạn mình chơi cái Divine Angel Strike này kiểu gì. Xem nào. Mình có đang chơi Lil Fish không nhỉ? Con này chơi kiểu gì nhỉ? Mình quên mất cái đội hình để chơi cái này rồi. Thường thì đánh Lil Fish nó khá là giống với đánh Fish Maniac các bạn ạ. Nhưng mà bây giờ mình không biết chơi cái này kiểu gì. Hay mình chơi thử nhá. Bây giờ mèo mình toàn level 50 rồi thì sợ quá thì các bạn này đúng không? Vấn đề ở màn này là chúng mình đang có con Super Metal Hippo các bạn ạ. Bây giờ mình cần một cái đội hình như nào đấy nhỉ? Đúng không? Special và Rare thì chắc chắn là mình cũng sẽ cần Mischief rồi. Bây giờ mình sẽ cho con mấy cái sự lựa chọn như thường lệ nha. Bây giờ chúng ta sẽ đối với cả đánh ghét này ấy, thì mình nghĩ là có một con không bao giờ thiếu được. Đấy chính là con Craze Bahamut nha các bạn, được chưa? Nó chính là các bạn dùng con Bahamut Form 2. Hiện tại của mình đã level 40 rồi, tức là nó rất là cao rồi. Thành ra là kiểu cũng khó mà để cho các bạn đú được với đội hình của mình ấy. Nhưng mà mình đoán là cái này ở trên mạng ấy, nó người ta hướng dẫn hết rồi. Các bạn chỉ xem mình cho vui thôi nha, đừng có kiểu học theo anh như nào đấy nha, được chưa? Nói chung là xem cho vui thôi. Mình sẽ cầm mấy con vui vui của mình vào đây cho nó vip chưa các bạn. Đấy. Con này có Weaken à. Trông có vẻ hay, mình sẽ cho nó vào cho vui nha các bạn, được chưa? Mình cho nó vào cho vui nha. Đằng nào mình cũng chưa có cơ hội test được con này. À, Master Grand Master Cat hôm nọ mình cũng chơi ở cái kênh phụ mình nha, mình chơi cho các bạn xem. Thường thì kênh phụ mình sẽ không bình luận cái gì đâu, mình sẽ chỉ đánh cho vui, đánh cho nhanh nha các bạn. Ok. Mình sẽ cho thêm một vài Mischief nó vào nha. Ở đây mình có sẽ có Lil Mohawk Cat với cả Lil Eraser Cat. Hai con này mình đã có video đánh rồi nha. Bây giờ chúng mình sẽ cho thêm cái gì nữa hả các bạn? Mình sẽ cho thêm các sự lựa chọn cực kỳ khủng khiếp bá đạo của mình. Thêm một Mischief cũng chả chết đâu nhỉ. Mình sẽ có 4 Mischief đây. Nói chung là khá là nhiều ấy. Được chưa? Bây giờ mình sẽ muốn có một con gì để đánh Crit đúng không các bạn? Đánh Crit thì có Katasaurus ở đây được chưa? Bây giờ chúng mình sẽ muốn có thêm một cái con gì đấy để có thể giết mấy con kia thật là nhanh. Thì mình sẽ chọn Sabot Card được cho các bạn. Của mình level 74 ạ, vãi. Để xem mà này đánh có nhanh không. Kinh thật, trời ơi. Ở đây chúng mình sẽ sử dụng trụ Thunderbolt nha các bạn. Ok, test thử xem màn này chơi như nào. Bá vãi. À, từ từ. Tôi sẽ test thử con này cho các bạn xem luôn. Được chưa? Khiếp ghê, cái nhạc buồn quá. Sorry các bạn, mình không định bật cái nhạc này đâu nhưng mà đây từ từ cho con này xuống đây đi. Chơi các bạn, đội hình như này nha. Mình sẽ chơi thử xem nó có gì hay ho không các bạn. Không biết là thắng không ta. Ai biết. Mình nghĩ là cái đống mèo rồi mình mà không thắng thì thôi. Con gì nhỉ? Con Haniwa khác của mình ấy là level 50 rồi đấy. Nói chung là kiểu bọn này nó không hề yếu tí nào đâu nha. Xong rồi con Lil Eraser Cat này của mình cũng level 50 thôi. Nói chung là kiểu rất là ê sao con chân kia nó yếu vậy, nó đá mà nó không chết nổi mấy con cá sấu này thì đánh đấm cái gì. Thôi xong rồi, cái con Yuki này fake rồi các bạn ơi. Mình thấy nó đá mà không chết nổi con cá sấu thì cũng hơi căng nha. Hiện tại ở đây mình đang spam mỗi 2 missile thôi. Thật ra ở đây Sabot Card của mình level 7 mấy rồi thì đương nhiên nó sẽ gánh mình rồi, không không phải lo về cái chuyện là đấy nữa, cho là mình đang không hề lo gì về con Sabot Card của mình cả. Nó level 7 mấy rồi, nó vả vài cái là chết con này thôi. Cái này mình chỉ cầm để cho vui thôi chứ mà này khéo cầm Sabot solo khéo cũng thắng. À quên, mình còn có con Super Metal Hippo nữa mà quên. Nói chung là màn này mình thắng là cái chắc rồi các bạn. Nói chung là đây là giá trị của việc mà các bạn quá là khỏe đi, xong rồi các bạn đi đánh cái màn gì thì các bạn cũng thắng, cứ như kiểu các bạn đang hack ấy kiểu vậy, các bạn hiểu không? Nói chung là nếu mà các bạn đang không qua được một cái gì ấy, thì nói chung là cứ bỏ qua, đằng nào về sau các bạn cũng đánh như thôi. Mình cũng đề cập đến cái này khá là nhiều đấy, kiểu không cần phải quá là suy nghĩ về việc kiểu mình không thể qua được một cái màn gì đấy, mà hãy thật là bình thường. Nói chung là không qua được tại vì chưa đủ khỏe đâu, chứ còn cứ áp lực làm cái gì đúng không? Ok, trông cái con Super Metal Hippo này trông nó rất là vấn đề nha. Rồi đó, bọn nó đang cắn hết Sabot của mình mà mình hết tiền luôn này. Đó băng, chơi. Mình đã chưa giết được con cá nào cả, thành ra là kiểu
Ốp, tự nhiên chết một đống rồi. Vãi. Vấn đề ở cái ván này chính là con Hippo nha các bạn. Các bạn phải đánh crit vào con đấy mà các bạn giết được luôn. Còn không thì các bạn phải gây sát thương lớn để ra tuyến sau để giết được mấy con cá này này. Xong sau giờ đấy thì các bạn sẽ có tiền để có thể duy trì được. Màn này khó đấy nhá. Màn này kiểu nó là màn lưu cuối cùng mà mình chơi, thành ra là mình cũng biết ngay là lý do mà mình lười chơi này là gì rồi, tại vì mình thấy nó khó, mình lười. Lần trước mình cũng chơi nhưng mà thua, nói chung là hơi quạo các bạn. Ngày xưa mình làm video đánh cái này nhưng mà mình thua nên mình xóa video đấy. Gửi, trời ơi. Trông có vẻ mệt mỏi. Ôi, đấy, mình có thắng đâu, trời ơi. Trông thế chứ có thắng quái đâu. Thôi xong rồi, toang rồi đấy. Không giết được cái con kia là kiểu gì nó cũng... Nói chung ạ, ôi thôi kệ. Chơi lại nhé các bạn. Từ từ, lần này mình sẽ chơi khác. Để xem nào. Bây giờ chúng mình đã phát hiện ra là cái con chân này nó cực kỳ phế ấy. Mình sẽ bỏ nó ra ngay lập tức. Con này mình nghĩ là nó không đánh xa lắm, thành ra mình sẽ nói chung là mình cứ để nó ở đấy nhá. Hiện tại thì mình đang không thấy là mình có quá nhiều tiền để có thể gọi con đấy. Bây giờ mình sẽ gọi con khác thay vì gọi con đấy, đấy chính là gọi con Courier Cat nha các bạn. Mặc dù gọi ra rất là tốn tiền ấy nhưng mà không sao các bạn. Ở đây bây giờ mình nghĩ là mình sẽ bỏ bớt một vài con ra trong đấy được chưa? Ok, tạm thời như này đã. Mình sẽ mang cái này đi. Ok, trở lại nha các bạn. Mình sẽ gọi. Mình nghĩ là màn này thắng được thôi, không không đến mức mà kiểu khó quá đâu chứ. Ok. Courier Cat thì chắc chắn là một cái một lần đánh của nó là chắc chắn là sẽ giết hết bọn cá sấu ở đây rồi, không phải lo. Chưa. Đoạn đầu này mình nghĩ là mình sẽ tiết kiệm tiền một tí. Con cá này làm sao mà đánh chết được mèo của mình. Kéo Courier Cat còn giết được nó chứ. Thấy chưa? Đấy, tha hồ mà cắn. Cứ việc cắn đi. Đấy, mình đang có rất là nhiều tiền này các bạn này. Mình sẽ tích để gọi được cả URS lẫn Bahamut được các bạn. Khéo gọi được luôn cả cái con mèo Behemoth kia luôn đấy chứ. Rồi, ok. Các bạn muốn mình gọi cái gì đây? Mình sẽ gọi con này nha. Khéo con này một mình con này solo được mà này ấy. Chiu. Ấy, thấy gì chưa? Nào, oánh, 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 oánh. Ơ, nó vừa đánh trượt đúng không? Nào, 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 nào. Oánh, oánh, oánh. Ấy. Ok, mình sẽ gọi thêm Bahamut nữa. Nãy giờ mình mới gọi có một Mitchell nha. Thế mà nó đã như này rồi. Ok, mình nhận ra là gọi cái con này nó chả khác gì con kia của mình cả, thành ra là hơi hơi tệ. Con Ururan này nó có đánh cả Trelis không nhỉ? Sao mình gọi nó vào đây nhỉ? Từ các bạn chờ mình tí. Mình cần check con này đã. Con này á, con này có Weaken với non này. Thế hóa ra nó vừa đánh trượt à? Ok, từ từ. Mình sẽ chơi tiếp. Đây nha, mình đang review cho các bạn hết sức thực thực tế nha. Ôi, con khủng long của mình ra xong nó bị cắn gần chết rồi. Ê, trời ơi, có sao không? Ô, con Ururon băng đẹp dã man đấy các bạn ạ. Các bạn nhìn nó đẹp không? Trời ơi, nhìn nó chất lượng vãi. Ururon băng đấy nhìn đẹp dã man luôn. Con Ururon băng này nó có đánh được cả Metal được không nhỉ? Để mình check thử. Ôi, nó không đánh với Metal được các bạn ơi. Nó không weaken Metal, thế là hỏng rồi đấy. Thôi xong. Mình sẽ giết con Lilfish ngay tại đây. Đó, nó ra thêm tận 6 con rồi kìa. Lát nữa khi nào mà mình đánh vào trụ ấy thì sẽ ra con Hippo nha các bạn. Thành ra là bây giờ các bạn đang chưa thấy nó chứ còn lát nữa là sẽ thấy đấy. Rồi luôn, tại vì cái con kia nó cứ đánh liên tục thế thành ra Bahamut mình nó cứ bị đánh trượt. Đấy, cả con URS của mình bị đánh trượt nốt. Đấy, nó cứ bị đánh trượt. Cay thật, trời ơi. Không sao. Nhà lát nữa nó sẽ có lợi. Lát nữa nó sẽ ủn bọn bọn cá này về đằng sau, thành ra là mèo của mình sẽ được đánh con Hippo các bạn ạ. Ok. Ôi, mình nhiều tiền vãi. Trời ơi. Bây giờ mình sẽ gọi thêm mấy con Sabot khác ra nha các bạn.
Con Cybot này nếu mà các bạn mới chơi thì nó chính là con Terris bây giờ. Đấy. Ok. Ui, chơi Battlecat này công nhận nếu mà bây giờ mình đang tận 22 23 tuổi rồi mà mình chơi cái này mình vẫn thấy cuốn. Thực ra là ở trong game này kiểu mình thấy có những anh kiểu có gia đình các thứ rồi, kiểu cũng có tuổi rồi mà vẫn xem video của mình chứ, kiểu nói chung là em chào các anh nha, nói chung là cảm ơn các anh đã xem video của em. Nói chung là mình cũng chả biết là các anh có xem không, nhưng mà mình biết là có rất là nhiều người chơi Battlecat mà có tuổi rồi, thành ra là kiểu mấy anh mấy chú ấy không thích xem video của mình đâu. Có thể giờ mình không biết nữa, nhưng mà thường thì kiểu mình sẽ khá là dễ tiếp cận với các bạn nhỏ hơn ấy. Còn những người lớn tuổi hơn thì hoặc là những người bằng tuổi, mình biết là có những cái bạn còn đang bằng tuổi mình cũng vừa ra trường thôi, đi làm các thứ giống mình, nhưng mà kiểu thường thì nếu mà người lớn ấy, thì sẽ ít comment với cả hào hứng hơn là các bạn nhỏ. À, có một vài người mình quen. Ơ thắng rồi này, vãi. Rồi cầm cái đội hình như này còn không thắng là gì chịu. Đội hình trông bá vãi, kiểu đội hình không dành cho những người mới chơi. Trông nó VIP pro quá. Đấy, mình có Metal này. Đấy, xịn chưa? Xem ạ. Tôi vừa được cái Metal xong. Đâu? Ô, đây các bạn, trời. Metal nhìn xinh vãi, clear tất cả màn lưu đấy. Vãi, trông cute vậy. Để xem. À mà hình như là phiên bản sắp tới là chuẩn bị có True Form của bọn Lưu rồi các bạn ạ. À quên, True Form của bọn Brainwash ấy các bạn. Đấy. Trời ơi, con này mãi mình mới có form 3 rồi, nhìn nó ban đầu trông nó cũng cute ấy, nhưng mà kiểu ồ con này target Aku à. Video này mình có nên chơi tiếp không nhỉ các bạn nhỉ? Bây giờ là 32 phút rồi, thành ra là mình nghĩ là mình cũng có nên chơi tiếp không nhỉ? Nếu mà bây giờ mình chơi thì mình sẽ đánh cho các bạn xem cái Divine Archer Strike này của mình level 18 rồi. Nếu mà bây giờ chơi tiếp ấy thì nó sẽ là level 18, 19, 20. Nói chung là khá là lâu ấy. 3 màn mình đánh cũng phải độ tầm 15 phút. Thì video nó sẽ tầm độ 45, 50 phút thì có lâu quá không nhỉ? Các bạn có muốn xem mình chơi này không? Hay mình chơi một màn nữa các bạn nhé. Xong rồi mấy màn sau mình tự chơi nhé. Được chưa? Thì cho các bạn xem đây là đội hình của mình. Còn Kasli của mình hiện tại level 50. Mình đầu tư khá là nhiều XP và cắt cái mắt mèo của nó các bạn. Nói chung là rất là tốn kém luôn. Nâng con này tốn kém dã man ấy, được chưa? Đấy, còn các con khác của mình vẫn đang level 10 thôi. Mình đang từ từ tiết kiệm và XP để nâng tất cả các bạn. Ok, chơi nha. Mình sẽ cầm speed up đi cho nhanh các bạn. Mình chỉ chơi mẫu cho các bạn xem thôi, là mình chỉ cho các bạn xem là tại sao mình leo lên level 18 thôi, thành ra là mà mèo như này không lên được level 18 thì chịu. Ok. Ở cái chỗ này nó khó ở chỗ là kiểu nó sẽ không phải là có mỗi angel, có mỗi angel thì dễ quá, mà nó sẽ cho thêm một đống các con khó chịu khác vào. Ở đây như các bạn thấy là con Great, được chưa? Phải. Trời. À. Oh sorry các bạn, trời ơi. Không để ý, trời. Vãi, sorry. Mình vừa không để ý, sorry các bạn. Đây lại lần này sẽ được. Sorry, nhầm, khổ quá. Tôi nhầm, xin lỗi các bạn. Xin lỗi. Rất xin lỗi. Đây, lần này sẽ chơi tử tế nha các bạn. Chưa. Nãy mình không spam rồi. Kiểu bật speed up nhanh quá. Thế là bị lú. Đây, các bạn chờ một tí. Mình tắt speed up đi rồi nha. Nó đang chậm rồi này. Đó, từ đầu thì cái con ramen khác của các bạn nó phải giết được cái bọn rắn này một tí đã. Đấy. Giết được một hai con rắn, một con rắn thôi là đủ rồi. Đó, xong rồi mình sẽ gọi con Kasli ra được chưa? Thì cái tầm này các bạn nên gọi thêm cả con Stone Cat nữa để cho nó tanh, được chưa? Nói chung là cũng căng. Thôi xong rồi, trời. Ủa sao bình thường mình chơi cái này ổn lắm mày nhỉ? Từ chơi lại. Lú quá. Không thể nào các bạn ơi. Màn này không thể nào khó được. Màn này rất là dễ. Mình có khả năng chơi được màn này, không phải lo. Ok. Bây giờ mình sẽ gọi con khác ra là được mà đúng không? Mình có đầy con rẻ hơn đây mà.
Bọn Cut Machine ra là bọn này đánh cái Tết ngay. Bọn Cut Machine của mình đánh với bọn này khéo phải lên 1 triệu máu mất. Cut Machine bán lắm. Chưa, ok. Mình sẽ chơi này cho các bạn xem. Mà này chắc là không không đến mức khó đâu. Mình chơi tận đến tầng 18 rồi cơ mà. Dĩ nhiên là tầng 18, 19 và 20 nó sẽ búp rất là kinh. Thành ra là có thể là các bạn sẽ nguy hiểm. Rất nguy hiểm nha. Còn X là một con có DPS cực kỳ khủng. Thành ra là... Đấy, thấy chưa? Cứ mang X ra là mọi thứ ổn ngay. Mình sẽ tranh thủ tiết kiệm tiền các bạn. Đó, cái con lợn con kia nó chuẩn bị ra. Mình sẽ phải gọi Kasli ra trước. Đó, tặng em một cục đá. Đúng ạ, bây giờ nhiệm vụ của mình là tích đủ tiền để gọi cả Cut Machine lẫn Phono ra cùng lúc được chưa? Đó, thì mình nghĩ là mình sẽ gọi Cut Machine trước tại vì nó sẽ đi rất là chậm. Còn Phono thì sẽ gọi sau tại vì nó đi nhanh hơn, được chưa? Đấy, bê giết ở cái con kia là kiểu gì sẽ gọi được hết tất cả. Rất là hợp lý. Chưa? Đúng không? Cái con Angel này nó bị khó ở một chỗ là nó sẽ hút tất cả mèo các bạn lại. Nhưng mà mình có Kasli cho nên là bọn này nó sẽ bị dính curse. Tức là từ cái lúc mà tuần trước ấy là đến giờ mình trải nghiệm con Kasli, mình hiểu tại sao nó là top 1 rồi các bạn ơi. Nó là Uber top 1 của game tại vì nó đánh ra curse attack, tức là nó là một con có tác dụng phá hỏa, kiểu nó sẽ phá hỏng hết tất cả bộ skill của quái vật ấy. Ví dụ như là cái con Angel to đùng kia nó có weaken này, xong rồi nó có hút bọn mèo của mình ra sau này. Thì khi mà dính cái curse, cái lửa màu đỏ đỏ kia kìa, cái màu vàng kia đấy, thì nó sẽ bị hủy hết mấy cái đấy đi. Thành ra là nó bá ở chỗ đấy. Chứ còn mình nghĩ là kiểu chả có con nào có search ổn như là cái con Kasli ở đó. Kiểu nó đánh, nó spam rất là đúng chỗ. Thế mà kiểu nói chung là rất là ổn các bạn ạ. Ở trong game còn một vài con nữa có khả năng curse. Thứ nhất là con Kronos Wedding này. Cái con Kronos mà phiên bản đám cưới đấy, với cả con Papaluga này, con gì nữa nhỉ các bạn nhỉ. Nói chung là trong game này không có quá nhiều con có tác dụng curse mấy con mèo khác đâu. Và con Kasli này nó curse với mọi thứ, được chưa các bạn? Đỉnh vãi kiểu vậy. À quên, còn con Asuka nữa. Nói chung là cái con mèo collab mới nhất cosplay Kasli ấy, nói chung là cũng bá. Đấy, đại loại thế. Thành ra là mình nghĩ là kiểu trong game này không có nhiều con có tác dụng như con này. Thành ra nếu mà các bạn quay ra con này thì nó bá vãi. Cái effect của con này ấy, nó lợi hơn cả immunity ấy, kiểu mà cái tầm đánh của con này nó cũng tốt nữa, sát thương cũng ổn. Thành ra là không thể nào khác được, con này đúng chính xác là con Uber top 1 của game rồi. Mặc dù là sát thương nó sẽ không bằng Phono đâu nhưng mà để mà nói thì nó có lợi hơn nhiều thật. Ô, mình nhận được epic ấy, vãi, hạt epic ấy. Ối, hạt epic, trời, đánh xong tầng 18 mà được hạt epic à? Vãi, mình không biết đấy, nếu không thì mình đã đánh rồi, trời, mấy lần trước mình toàn bỏ rồi. Ok, màn này là đánh để lấy cái ORB ấy các bạn. Ok, chắc là mình sẽ đánh xong màn này xong rồi video của mình sẽ tạm thời kết thúc ở đây nha. Tuần này thì mình sẽ chỉ cho các bạn xem True Form của cái con chân kia thôi. Chứ còn tuần sau thì có thể là sẽ có sự kiện 100%. Thì nếu mà các bạn thích thì có thể quay, được chưa? Đó nha, mình nghĩ là mình sẽ để dành cut food. Tại vì cái sự kiện này mình cũng không hóng lắm. Thường thì nếu mà quay thì có thể là mình sẽ quay Miku hoặc là quay... banner gì đấy, để xem hôm nay nó có banner gì, với cả để xem mình có tích được đến đủ 1600 cut food không ạ, 1500 cut food không ạ, chứ không thì kiểu cũng chẳng có tác dụng gì. Ok, còn ít rồi mình bật cái tạo sức mạnh lên rồi kìa, nó sẽ nhảy mấy đòn rất đau. Ok, thắng rồi, rồi con dĩ cầm tận 3 con phép xong một ván này không thắng là lạ. Ok, video này mình sẽ làm nó ngắn hơn mấy video khác một tí. Video chắc là tầm 40 phút các bạn ạ. Đó, ui mình nhận được cái touch day à, ui hơi cùi nhưng mà thôi kệ. Đó chắc là video này mình chắc cũng chỉ đến thế thôi nhỉ, được chưa? Vậy là video này là mình sẽ cho các bạn xem được cái con chân này giống không? Mình thấy nó không khỏe lắm đâu các bạn ơi, đừng quá là mong chờ gì vào con này. Mình thấy nó đá không chết con cá sấu là mình thấy hơi nghi nghi. Thành ra là kiểu mình không biết là kiểu nó có thực sự là khỏe không đấy. Với cả trong cái tuần vừa qua, trong cái lúc mà mình đang không ra video cho các bạn xem thì mình đã True Form được con mèo gấu rồi. Nếu các bạn hóng thì các bạn có thể xem thử cái kênh
các bạn vào mục kênh của trên channel của mình ấy, nó sẽ có cái một cái kênh có avatar giống kênh mình đăng ở trên đấy đó. Xong rồi mình còn nói chung là mình làm được một vài thứ cho các bạn đó. Còn video của mình chắc là tuần này đến thế thôi, tập này thế thôi các bạn. Tuần này tập lần này chúng mình sẽ chỉ ngó qua collab thôi đấy, với cả mình cho các bạn xem cái con Angel kia nói chung như nào. Cái Silver Witch này khó cực luôn ý, mình không thắng được cái này luôn, nói chung là cũng khoai. Còn banner hiện tại Dynamite thì các bạn quay cũng được, nhưng mà đang không có tỷ lệ ra mèo cao, thành ra là mình nghĩ là các bạn không nên quay, được chưa? Còn mấy cái sự kiện này thì các bạn cứ tự chơi thôi, mình nghĩ là cũng không khó lắm đâu. Có hôm nay còn có cả cắt phút nữa đấy. Nói chung là mọi người cứ chơi nhỉ. Video của mình chắc là đến đây là kết thúc của các bạn ơi. Cảm ơn các bạn đã xem video của mình, hẹn gặp lại các bạn trong những video lần sau nhé. Bye 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 bye. See ya.